Lưu Diệc Phi ra về tay trắng, bà ngoại Jun Yu Jung làm nên lịch sử tại Oscar. Vào sáng ngày 26 tháng 4 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Oscar Awards 2021 đã được tổ chức tại nhà hát Dolby ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Được biết, đây là giải thưởng Viện Hàn Lâm Academy Awards, thường được biết đến với tên giải Oscar. Là giải thưởng điện ảnh hàng năm của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Bộ phim điện ảnh Mulan do Lưu Diệc Phi đảm nhận vai nữ chính đã xuất sắc có được hai đề cử trong hạng mục như thiết kế trang phục đẹp nhất và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Thế nhưng, Mulan và Lưu Diệc Phi không giành được bất kỳ thắng lợi nào trong hai giải thưởng khi Ma Rainey's Black Bottom và Tenet lần lượt được sướng tên. Trước đó, khán giả bất ngờ khi Disney lên kế hoạch cho Mulan dự thi Oscar 2021 gần như toàn bộ các hạng mục như phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, Nikki Caro, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Cũng Lợi, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Trần Tử Đàn, Mã Thái, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất, chỉ đạo nghệ thuật tốt nhất. Cũng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93, bộ phim Mirani của đạo diễn Lee Isaac-chung đã được đề cử 6 hạng mục bao gồm phim xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Steven Yeun, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Jun Yo Jung, đạo diễn xuất sắc nhất, Lee Isaac-chung, kịch bản gốc xuất sắc nhất, Lee Isaac-chung và nhạc phim hay nhất. Theo báo cáo truyền thông xứ Kim Chi, diễn viên kỳ cựu Joon Jung-jung đã trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2021. Được biết, Joon Jung-jung đã nhận được giải thưởng thứ 38 cho vai Shunja trong Minari. Tuy nhiên, giải Oscar là giải thưởng giành giải nhất mà bà nhận được trong tất cả. Bà cũng vừa trở thành người châu Á thứ hai đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chiến thắng của Joon Jung-jung cũng đánh dấu năm thứ hai liên tiếp một người Hàn Quốc giành được giải thưởng tại lễ trao giải Oscar. Năm ngoái, đạo diễn Bong Joon-ho cũng giành được 4 giải thưởng cho tác phẩm Ký sinh trùng. Cả Joon Jung-jung và Han Ye-ri đều bay từ Hàn Quốc đến Los Angeles để đích thân tham dự sự kiện. Steven Yeun là diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử cho danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Oscar, trong khi Joon Joo-jung là người Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở hạng mục diễn xuất tại lễ trao giải Oscar. Đối với danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Joon Joo-jung đối đầu với Maria Bakalova, Boris Schreiber Movie Film, Glenn Close, Hugh B. Elegy, Olivia Colman, The Father và Amanda Seyfried, Mank. Gần đây, Joon Joo-jung đã giành được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh BAFTA, Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh năm nay và giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh SAG lần thứ 27.